Căn nhà này được anh Hưng vừa mới mua và xây lên. Mặc dù nhà đã được xây, nhưng anh Hưng rất lo lắng vì toàn bộ diện tích đất này có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào và cũng chẳng được đền bù phần diện tích xây dựng. Lý do là khi anh mua mảnh đất này, không hề hay biết đây là đất nông nghiệp. Vì trước đó người bán đã tách thửa và sang tên sổ đỏ là đất ở cho anh và nhiều người khác. Trong khi đó, trên thực tế, theo bản đồ địa chính của phường Phú Lãm, quận Hà Đông, toàn bộ khu đất này đều là đất nông nghiệp. Không những vậy, khi đi làm thủ tục cấp phép xây dựng thì anh Hưng mới biết mảnh đất của mình nằm trong quy hoạch cây xanh nên chỉ được cấp phép xây dựng có thời hạn. Nếu mà biết thì đã khác. Nói chung là làm xong rồi thì mình mới biết là nó cũng có cái giấy phép là có thời hạn đấy, thì mình mới tìm hiểu là như thế. Ừ. Anh có lo lắng không ạ? Có lo chứ em, nó là tiền tài sản của mình mà, cả đống tiền, còn vay ngân hàng còn đủ kiểu chứ. Biết thì không mua chị. Nếu mà biết là giấy phép tạm thì ai dám mua thôi. Theo Nghị định 61 năm 2018 của Chính phủ và Thông tư 34 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai, khi có bất cứ biến động đất đai tại địa phương, thì Văn phòng Đăng ký Đất đai ở nơi đó phải có phiếu yêu cầu gửi tới Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường, cung cấp dữ liệu đất đai theo mẫu tương tự như thế này. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì mà trong trường hợp này, Văn phòng Đăng ký Đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội lại bỏ qua quy trình này. Đặc biệt, phường Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội lại là địa bàn phức tạp đã từng xảy ra trường hợp cấp sổ đỏ trái phép trên đất nông nghiệp. Chính vì thế, nên khi phát hiện người dân xây nhà trên đất nông nghiệp, nhưng chính quyền sở tại không thể làm gì được, do khi kiểm tra, chủ đất đều xuất trình được sổ đỏ và giấy phép xây dựng. Chỉ đến hiện nay thì, theo chúng tôi được biết thì chưa nhận được cái lịch đề nghị phối hợp thẩm định quá trình tách thửa. Hiện tại, Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh quận Hà Đông đang tạm dừng những giao dịch chuyển nhượng liên quan đến các thửa đất có nguồn gốc không rõ ràng như trên để xác minh. Điều này đã khiến người dân hết sức bức xúc, do đây chính là thửa đất đã từng được đơn vị này xác nhận và đề xuất lên Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đồng ý cho làm sổ đỏ và tách thửa để chuyển nhượng nhiều lần. Trong khi đó, đại diện Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh quận Hà Đông lại quanh co khi được hỏi về vấn đề này. Khi người dân nộp hồ sơ, gửi hồ sơ đến chi nhánh, hồ sơ nào thì chúng tôi nắm được hồ sơ đấy. Chứ còn cái tổng thể về danh sách là có bao nhiêu hồ sơ ở cái dạng tương tự như vậy thì chắc là phải đợi các cơ quan tổ hợp rà soát thông tin thì chi nhánh mới nắm được. Nhiều diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn quận Hà Đông đang được người dân canh tác nhưng đã được cấp sổ đỏ thành đất ở. Điều bất thường là sổ đỏ đã được cấp cho chủ đất. Việc tách thửa và chuyển nhượng cũng đã được thực hiện rất nhiều lần. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà chính quyền địa phương không nhận được bất cứ thông báo nào về việc đăng ký biến động đất đai của những thửa đất này. Bởi vậy, những mảnh đất nông nghiệp đang canh tác lại có sổ đỏ vẫn đang là ẩn số đối với các địa phương trên địa bàn quận Hà Đông.